Chiều ngày 13 tháng 3, Ban chỉ đạo chương trình phối hợp số 01 huyện Lang Chánh đã tổ chức hội nghị tổng kết thỏa thuận liên ngành số 0102 năm 2023 triển khai nhiệm vụ năm 2024. Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Đức Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình phối hợp huyện. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Văn Quang, Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Thanh Hóa, đại diện lãnh đạo các ban ngành, tổ chức hội đoàn thể cấp huyện, thành viên Ban chỉ đạo chương trình phối hợp huyện. Năm 2023, trước diễn biến phức tạp khó lường về tình hình kinh tế, chính trị, an ninh thế giới, hoạt động của Ban chỉ đạo chương trình phối hợp huyện Lang Chánh cũng gặp nhiều khó khăn. Nhưng với sự quyết tâm cao, giải pháp chỉ đạo phù hợp, kịp thời, Ban chỉ đạo chương trình phối hợp huyện Lang Chánh đã bám sát định hướng và hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra trong năm 2023. Chương trình phối hợp thỏa thuận liên ngành đạt được nhiều kết quả tích cực, dư nợ cho vay qua tổ đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 là 546 tỷ 486 triệu đồng, tăng 82 tỷ 962 triệu đồng so với đầu năm. Tốc độ tăng đạt 17,8%. Tổng số tổ viên còn dư nợ là 4.587 tổ viên, tăng 157 tổ viên so với đầu năm. Tổng dư nợ cho vay theo thông tư liên ngành số 01 là 391 tỷ 625 triệu đồng, tăng 59 tỷ 970 triệu đồng so với đầu năm, tốc độ tăng đạt 18,1%. Tổng dư nợ cho vay theo thông tư liên ngành số 02 là 154 tỷ 862 triệu đồng, tăng 22 tỷ 992 triệu đồng so với đầu năm, tốc độ tăng đạt 17,4%. Toàn huyện có 101 tổ vay vốn theo thông tư liên ngành số 0102, không có nợ xấu. Quá trình phối hợp cho vay qua tổ theo thông tư liên ngành đã góp phần thực hiện tốt chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn theo Nghị định số 55 và Nghị định số 116 của Chính phủ trên địa bàn huyện, đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn trong sản xuất kinh doanh cho hội viên. Năm 2023, Ban chỉ đạo chương trình phối hợp đã hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra trong năm, dư nợ tăng 82 tỷ 962 triệu đồng, bằng 184% mục tiêu đề ra, không có nợ xấu thời điểm cuối năm. Dư nợ bình quân tổ viên đạt 119 triệu đồng trên một tổ viên, tăng 14 triệu so với đầu năm. Một số địa bàn tăng trưởng tốt như thị trấn Lang Chánh tăng 16,6 tỷ đồng, Giao Thiện tăng 13,8 tỷ đồng, Tân Phúc tăng 11,8 tỷ đồng. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những tồn tại, hạn chế trong thực hiện thỏa thuận liên ngành số 0102 năm 2023, đồng thời đưa ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Đức Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình phối hợp huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong thực hiện thỏa thuận liên ngành số 0102 giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện với Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội nông dân huyện. Đồng thời, các đồng chí cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm để Ban chỉ đạo chương trình phối hợp huyện thực hiện, đó là cần tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức qua từng tổ vay vốn, từng hội viên để người dân nắm được các chính sách tín dụng mới về phát triển nông nghiệp nông thôn, rà soát nhu cầu vay vốn của nhân dân, tạo mọi điều kiện để người dân được tiếp cận nguồn vốn vay sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát, đảm bảo nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn trên địa bàn huyện đạt kết quả cao. Nhân dịp này, Ban chỉ đạo chương trình phối hợp huyện Lang Chánh đã khen thưởng cho 6 tập thể, trong đó có 1 ban chỉ đạo cấp xã thị trấn, 2 tổ chức hội, 3 tổ vay vốn các xã và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện thỏa thuận liên ngành số 0102 năm 2023 trên địa bàn huyện. Agribank Lang Chánh cũng đã tiến hành chi trả quyền lợi bảo hiểm bảo an tín dụng cho 4 hộ gia đình không may gặp rủi ro trong quá trình tham gia vay vốn với tổng số tiền là 651 triệu đồng.